Cô thân chào các em học sinh thân mến. Hôm nay cô trò mình tiếp tục tìm hiểu về một nhóm thực vật cũng chưa có hoa và quả nhưng lại có hạt, với đại diện là cây thông. Tại sao cây thông được xếp vào nhóm thực vật hạt trần? Chúng ta tìm hiểu bài 40, hạt trần cây thông. Nếu có dịp đi lên Đà Lạt, các bạn sẽ gặp thông rất là nhiều. Thông là cây thân gỗ cao to. Thân của cây thông nè các em, thân của nó rất là to, màu nâu và có lớp vỏ xù xì. Lá thì hình kim, nhỏ, mọc thành cụm. Và mỗi một cụm này sẽ có 2 hoặc 3 lá. Để giúp cho cây thông đứng vững trên mặt đất, thì rễ của nó phải có đặc điểm như thế nào? Cây thông cao to, có cây cao đến 20-30 mét, cho nên rễ của nó phải to, khỏe để đâm sâu xuống trong lòng đất, giúp cho nó đứng vững. Ở cây thông, rễ thân lá của nó mạch dẫn phát triển hơn rất là nhiều so với cây dương xỉ. Chúng ta ghi bài phần này. Thông là nhóm thực vật chưa có hoa. Vậy thông sẽ sinh sản, duy trì nòi giống bằng cơ quan gì? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cơ quan sinh sản của thông. Cơ quan sinh sản của thông chính là nón. Đây là nón của thông. Các em lưu ý cho cô điều này. Nhiều người hay gọi nón thông là quả, thì không phải. Thông là nhóm thực vật chưa có hoa, cho nên nó sẽ không có quả. Chúng ta biết là quả là do bào nhụy của hoa biến đổi thành. Như vậy sao bào này, các em hãy gọi nón thông, chứ đừng gọi là quả thông như một số người hay gọi nha các em. Ở thông có 2 loại nón, nón đực và nón cái. Nón đực thì nhỏ, màu vàng, mọc thành cụm. Trong khi đó nón cái lớn hơn nón đực và nó mọc riêng lẻ từng chiếc. Chúng ta tìm hiểu về cấu tạo của nón. Cô lấy mỗi một cái nón, cô đi các dọc xung quanh của nón đực, cô thấy nè, trục nón ở giữa, xung quanh nó là vảy. Và mỗi cái vảy này người ta còn gọi là nhị. Và bên trong nó sẽ mang túi phấn, chứa hạt phấn. Ở nón cái cũng có trục nón ở giữa, xung quanh trục nón này là cũng gọi là vảy. Và người ta gọi nó là lá noãn. Và mỗi một cái lá noãn này sẽ mang 2 noãn nằm ở gốc. Hạt phấn nhờ có gió bay ra ngoài, kết hợp với noãn sau quá trình thụ tinh, thì sẽ noãn sẽ phát triển thành hạt. Hạt thông này nó có cánh. Như vậy ở thông, ngoài hình thức phát tán nhờ động vật là thức ăn của động vật, thì thông còn có hình thức phát tán thứ hai là nhờ xỏ. Vì sao thông được xếp vào nhóm thực vật hạt trần? Vì hạt của nó nằm lộ ra ngoài trên các lá nõn hở. Các em cầm cái nón lên, các em sẽ thấy hạt của nó. Trong khi đó, ở táo, các em muốn quan sát được hạt của táo, các em phải cắt cái táo ra, thì chúng ta mới thấy được hạt ở bên trong. Và táo được xếp vào nhóm thực vật hạt kính. Như vậy, các em đã phân biệt được hạt trần và hạt kính chưa? Và các em cũng lưu ý cho cô một điều.
sau khi thụ tinh thì nón cái nó sẽ quá khổ. Cho nên ở trên Đà Lạt, các em thấy người ta lượm những cái nón cái này nè các bạn, người ta về rửa sạch, sau đó người ta xịt dầu bóng lên, người ta đem đi bán ở các cửa hàng lưu niệm hay là dọc ở ngoài chợ đêm Đà Lạt các bạn cũng thấy. Còn các bạn mà lượm những cái nón cái, các bạn thấy nó mềm thì nón đó đã chưa thụ tinh. Nón nào mà các bạn cầm các bạn thấy nó cứng, nó quá gỗ đó là nón đã được thụ tinh. Các em ghi bài phần này cho cô. Hạt nằm trên các lá ngọn thở, cho nên nó có tên gọi là hạt trần. Và thông là những thực vật chưa có hoa và quả. Nhớ cho cô điều này nghe. Cây hạt trần này nó rất là lớn, sống lâu năm, cho nên nó cho gỗ tốt và thơm. Người ta dùng nó trong xây dựng. Nhưng mà hiện nay ở nước ta, nhiều cây hạt trần có giá trị cao bị khai thác quá mạnh nên đang có nguy cơ bị tiêu diệt, như là cây hoài đàn, cây kim sao, cây thông. Các bạn lên Đà Lạt thì chúng ta không còn thấy hình ảnh những rừng thông bạc nghìn như xưa nữa, mà thay đó là người ta đã bê tông quá, cho nên Đà Lạt hiện nay đang nóng dần hơn. Ngoài ra, nó có cho dáng đẹp cho nên người ta trồng nó làm cảnh, như là cái thiên tuế trắc bách diệp. Cái trắc bách diệp này còn gọi là lá thuộc bài, vạn tuế và cây bách tán. Các em ghi nhanh phần này. Chúng ta cùng cốt bài. Thông, cơ quan sinh dưỡng của nó là rễ. Rễ có đặc điểm là to, khỏe, mọc sâu. Thân thì cao, to, vỏ xù, xì, màu nâu. Lá nhỏ, hình kim, và 2 đến 3 lá mọc trên một cái cành con. Cơ quan sinh sản của thông chính là nón. Và thông là nhóm thực vật chưa có hoa, cho nên nó sẽ sinh sản bằng hạt nằm lộn trên các lá ngọn hở, cho nên gọi là tên gọi là hạt trần. Và nó có giá trị thực tiễn là cung cấp gỗ nè, trồng làm cảnh nè. Bài học hôm nay của chúng ta đã kết thúc. Cô thân chào các em, chúc các em học tốt. Và các em nhớ chuẩn bị bài sau cho cô, 41 hạt kính, đặc điểm của thực vật hạt kính.